Uyên Thi xin kính chào quý vị khán giả trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Uyên Thi đang coi như là đang bầm, đang chóp, cắt nhỏ ra những cái vật liệu, những cái gia vị mà để một chút nữa Uyên Thi ướp vào trong con gà. Và ngày hôm nay Uyên Thi chuẩn bị cho cái món gà nướng mù tạt cho Thanksgiving năm nay thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào gia đình đông người mà mua gà thức kỳ, quý vị có thể dùng công thức này làm cho con gà thức kỳ của mình. Nhưng mà hôm nay Uyên Thi sẽ làm bằng gà ta, tất nhiên là gà đi bộ. Bởi vì Việt Nam mình nó không có thích ăn gà tây, thích ăn cái thịt dai của gà ta. Cho nên Uyên Thi sẽ chia sẻ cái món gà đi bộ. Nhưng mà nếu quý vị nào làm gà tây mà thích ăn theo flavor là gà nướng mù tạt, để một năm mình thay đổi khác đi, chứ năm nào mình cũng ăn giống nhau nó ngán, thì quý vị sẽ dùng gà tây. Mà nếu dùng gà tây thì quý vị nên ngâm qua nước cam hoặc nước apple juice một đêm, sau đó chúng ta mới ra ướp thưa quý vị. Còn bây giờ thì Uyên Thi sẽ nói về cái cách ướp gà đi bộ. Ở đây Uyên Thi có làm sẵn, đó là Uyên Thi dùng thyme. Uyên Thi dùng thyme thì quý vị dùng khoảng chừng một nắm thyme như vậy, và chúng ta sẽ tuốt ra, chúng ta sẽ tuốt cái lấy cái lá thôi, chúng ta không, hoặc là cái ngọn non thôi, chúng ta không có lấy cái thân nha thưa quý vị. Cái thân nó dai lắm, mình ăn không được. Và Uyên Thi dùng khoảng chừng một nắm như vậy cái parsley. Nhưng mà parsley á, là một cái loại ngò Mỹ, quý vị không có dùng hết như vậy, mà quý vị chỉ ngắt cái lá này thôi. Chúng ta chỉ ăn lá không ăn cọng, bởi vì cái cọng nó cứng lắm, mình làm vô là ăn nó mất ngon liền thưa quý vị. Rồi chúng ta dùng lá. Thì ở đây Uyên Thi có thyme và parsley, tất nhiên là ngò Mỹ, và thyme thưa quý vị. Đó, Uyên Thi sẽ băm nó ra hơi nhỏ như vậy, và Uyên Thi cho vào trong một cái chén để Uyên Thi làm cái gia vị ướp gà. Rồi, bây giờ Uyên Thi sẽ để cái này qua một bên. Sau khi mà Uyên Thi bỏ vào như vậy rồi thì Uyên Thi sẽ cho vào đây một muỗng cà phê tỏi bằm. Rồi, Uyên Thi sẽ cho vào mustard nha thưa quý vị. Mustard thì Uyên Thi dùng cái loại honey, tất nhiên là nó có sẵn mật ong trong này rồi. Thật sự ra quý vị muốn dùng riêng cũng được, nhưng mà mình mua sẵn như vậy thì nó tiện hơn. Uyên Thi sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh. Đó, honey mustard, thơm quá. Hồi xưa Uyên Thi cũng không thích ăn honey, nhưng mà quý vị nào mà Việt Nam mới qua nên tập ăn, tại vì mình sống ở đây mình sẽ dần phải quen cái gia vị đó, cho nên chúng ta nên tập ăn thưa quý vị. Và Uyên Thi sẽ cho vào đây một chút xíu muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi Uyên Thi sẽ cho vào một ít dầu olive oil. Và Uyên Thi trộn đều lên. Đó. Bây giờ cái hỗn hợp này, nếu mà quý vị thấy nó hơi đặc thì chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu dầu nữa. Cái hỗn hợp này chúng ta sẽ ướp vào trong con gà. Và khi mà ướp gà thì quý vị nhớ là mình bỏ cái mình làm cho nó ở trong cái đùi cũng như là ở cái phần ức, để cho gà nó thấm cho nó ngon thưa quý vị. Ngay cả thức kỳ cũng vậy, quý vị đưa tay vào. Gà thì Uyên Thi quên nói là Uyên Thi sẽ dùng con gà, sau đó Uyên Thi rửa sạch, và Uyên Thi sẽ chẻ con gà ở cái lưng ra. Ở trong thì quý vị rửa cho sạch, sau đó quý vị sẽ để chúng ta ướp ở trong trước. Chúng ta đưa tay vào cái phía da đó, quý vị sẽ làm luồn để cho nó coi như nó thông ra. Rồi quý vị lấy cái gia vị này, quý vị ướp vào. Như vậy thì nó mới thấm. Đó, quý vị ướp ở dưới under cái da, ở bên dưới cái da gà. Bên này cũng vậy, sẽ ướp bên dưới da gà, vô trong này nè, cho nó thấm. Và sau đó chúng ta sẽ ướp cái bụng. Cái bụng này nó cũng thấm thịt thưa quý vị. Rồi và tiếp theo chúng ta gặp con gà lại.
và chúng ta sẽ ướp ở ngoài cái da gà. Đó, cánh gà ướp vòng quanh hết đùi gà. Sau đó quý vị bỏ vào trong cái tô, cất vào trong tủ lạnh. Và trước khi cất vào trong tủ lạnh thì Uyên Thi sẽ bỏ cái bao tay ra. Uyên Thi cũng đã có sẵn một con mà Uyên Thi đã ướp sẵn rồi trong tủ lạnh overnight. Quý vị ráp lại đem cất vào trong tủ lạnh qua đêm nha thưa quý vị. Sau khi mà quý vị ướp qua đêm rồi thì quý vị mang ra, con gà nó sẽ như thế này. Và quý vị nhìn thấy nè, không có ra nước nha, nước không có nhiều lắm là tại vì mình lại để con gà ráo. Và bây giờ khi mà qua đêm rồi thì trước khi mà quý vị đem gà ra đó thì quý vị sẽ dùng một cái chanh, quý vị cắt thành hai, cũng như ở đây mình thì dùng ba lá bay leaf. Bay leaf quý vị có thể dùng lá khô cũng được, ở nhà mình thì có lá tươi thì mình thì dùng lá tươi, mình thì để ở dưới cái khay trước. Và Uyên Thi sẽ để cái chanh như thế này. Và con gà Uyên Thi sẽ đem nó ra, Uyên Thi để lên như thế này. Đó. Và hai cái cánh này quý vị bẻ nó xuống cái lưng, tại vì như vậy thì nó sẽ không có bị coi như nó bị cháy thưa quý vị. Và sau khi đó thì quý vị sẽ dùng một chút nước vô trong cái tô này này, quý vị đổ vào trong cái khay. Đó, một ít thôi nha, mình đi rửa tay rồi mình đi làm. Khi mà quý vị đổ một ít nước ở dưới để chi, để con gà mình nó không bị khô, quý vị nhớ wrap lại. Và khi wrap nó cũng có một cái cách wrap để cho quý vị không có bị cháy gà, đó là chúng ta sẽ để lên đây, chúng ta sẽ wrap một bên trước nha, rồi quý vị sẽ làm cho cái này nó thuận lên. Đừng có cho cái miếng foil này nó, cái miếng bạc giấy bạc này nó đụng trúng con gà, bởi vì khi nó đụng trúng con gà nhiều khi nó sẽ dễ bị cháy thưa quý vị. Nhưng mà xung quanh thì chúng ta phải cần là để cho nó kín. Rồi sau khi mà kín như vậy rồi thì chúng ta sẽ đem vào oven, chúng ta nướng với nhiệt độ 400 độ thưa quý vị, 400 độ. Uyên Thi nướng khoảng chừng 30 phút cho tới 40 phút. Quý vị dở ra thấy mà gà nó nóng và nó hơi chín rồi thì bắt đầu lúc này chúng ta mới đem ra, chúng ta phết bơ vào và chúng ta sẽ mở cái bạc đó ra, chúng ta bỏ nướng cho tới khi nào gà vàng. Khi mà gà vàng rồi đó thì mình sẽ pha một chút bơ, nước bơ và xì dầu cùng với lại một chút mật ong. Sau đó chúng ta phết lên trên mình gà để cho tạo cái màu vàng và chúng ta bỏ trở lại vô trong lò với nhiệt độ là 450 độ để cho nó vàng cái con gà. Và trước khi mà chúng ta đem ra đó thì chúng ta sẽ chắc bỏ bớt cái nước này đi vào trong cái tô. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Và trong thời gian mình nướng gà thì mình làm những cái món ăn khác, chẳng hạn như mình nướng cái rau củ ba màu. Rồi ngày hôm nay Uyên Thi chia sẻ đó cho quý vị ăn cái kale salad. Lá kale là một cái loại rau của người ngoại quốc. Người Việt Nam mình kêu là rau xoắn, rau cải xoắn thưa quý vị, tại vì nó quăn quăn như vậy nhưng nó rất là cứng. Cho nên thường thường Việt Nam mình là xay làm nước uống chứ không có ăn sống. Tại vì còn người ngoại quốc thì người ta nấu súp hoặc là sau này người ta làm salad, kale salad rất là ngon. Uyên Thi mê lắm thưa quý vị. Và ngày hôm nay Uyên Thi chia sẻ đó cho quý vị làm. Nhiều khi Uyên Thi đi, Uyên Thi ăn, Uyên Thi thấy quý vị sẽ lấy cái cọng nó ra và chúng ta bẻ lá. Nhưng mà trước khi đó chúng ta phải rửa sạch đúng không? Rồi cũng giống như cải bồ ngót vậy, của Việt Nam chúng ta là phải vò, phải nát. Thì cải xoắn này cũng vậy, khi mà chúng ta ăn sống chúng ta phải
phải làm cho nó nát, nó dập đi để làm chi, để khi chúng ta ăn nó không bị cứng thưa quý vị, và nó mềm. Đó, quý vị chỉ cần lấy tay bẻ chứ đừng có lấy dao cắt. Đó, mình xé ra ăn rất ngon, Uyên Thi mê lắm thưa quý vị. À, mỗi lần mà Uyên Thi đi tới cái nhà hàng Mỹ nào đó, Uyên Thi quên rồi, lại Uyên Thi kêu kale salad à. Đó, thì thường thường kale salad người ta sẽ lấy cái lá và người ta vò nó, bẻ nó bằng tay để cho nó nát ra chứ không có lấy dao cắt nha thưa quý vị. Đó, thì quý vị thấy nào, bây giờ nó nát rồi mình ăn nó sẽ mềm hơn. Đó, và rất là dễ. Sau khi mà mình đã vò nát cái cải xoắn này rồi đó, là cái rau keo này rồi đó, mình chắc là nó mềm rồi. Uyên Thi rờ với Uyên Thi thấy nó mềm hơn hồi nãy. Thì bây giờ Uyên Thi sẽ trộn vào đây cái dressing, trộn thẳng luôn. Là Uyên Thi sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh giấm red wine vinegar ha, để cho nó có mùi. Và chanh thưa quý vị. Đó, chanh này không có nước lắm, Uyên Thi sẽ vắt một trái chanh. Thì một bó keo đó quý vị làm khoảng chừng một trái chanh. Tại một bó nó khoảng chừng 6-7 lá thưa quý vị, nãy Uyên Thi làm sẵn rồi. Bây giờ mình bỏ vô thôi, thêm thôi. Rồi quý vị sẽ cho vào đây một ít dầu olive oil, extra virgin olive oil nha thưa quý vị. Cho khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi quý vị sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Ít thôi, đừng nhiều quá nó bị mặn. Rồi quý vị, nếu mà quý vị sợ nó chua quá, mình cũng có thể làm dressing ở ngoài, nhưng giờ Uyên Thi trộn sẵn vô luôn. Mình cho khoảng chừng nửa muỗng cà phê đường vào. Và bây giờ là Uyên Thi sẽ bỏ nè. Ở đây Uyên Thi có khoảng một trái tomato và nhỏ, cắt nhỏ ra. Uyên Thi trộn vào. Trộn đều lên. Cùng với một chút, một ít cái hành tím nha thưa quý vị. Hành tím mình thái ra đó. Trộn đều lên. Rồi, ở đây Uyên Thi có cái hoa almond mà nó họ cắt ra thành những cái sợi như vậy. Rồi chúng ta về mua về chúng ta nướng hoặc là mua sẵn nướng cũng được. Quý vị bỏ vào đây ăn chung rất là ngon. Uyên Thi cho hết. Trộn lên. Đó, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi thưa quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ nếm thử coi coi nó vừa chưa. Thiếu vị chua. Tại cái lá này, cái salad này, cái lá này nó dày đó thưa quý vị. Uyên Thi cho thêm một chút cái red wine vinegar nữa. Rồi mà khi mà quý vị muốn nó có chua một chút thì chúng ta cho thêm một chút muối. Thì nó đậm đà lên và nó chua lên. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra đĩa. Mình bỏ ra cái đĩa lớn nha thưa quý vị. Cái đĩa này một chút chúng ta đựng gà. Quý vị biết là thường thường á, chúng ta làm gà đó, chúng ta hay lót salad, lót lá parsley, lót mấy cái lá vô, hoặc là lá keo này chúng ta lót, nhưng mà chúng ta không bao giờ ăn đúng không? Nhưng mà kỳ này Uyên Thi chia sẻ để chúng ta ăn luôn cái phần này. Tất nhiên mình lót gà cho đẹp, nhưng mà mình đồng thời mình cũng ăn nó luôn. Ăn cái salad này luôn. Rồi. Đó, quý vị thấy nhìn thấy cũng hấp dẫn ha. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ rửa tay nha. Vâng, và sau khi mà mình để salad rồi thì quý vị dùng cà chua cherry tomato đó, quý vị để co ở vòng quanh này nè, cắt làm hai. Xong rồi mình xếp vào vòng quanh này, mình nhìn để cho cái dĩa gà của mình nó thêm phần hấp dẫn và nó đẹp hơn thưa quý vị. Vâng, và khi mà chúng ta xếp cà chua vòng quanh như vậy, quý vị nhìn cái dĩa của mình nó nổi lên liền. Bây giờ Uyên Thi sẽ đi lấy cái gà ra. Wow, gà rất đẹp, gà rất đẹp, gà rất đẹp. Vẫn còn bubbling nè thưa quý vị. Tất nhiên là nó vẫn còn đang sôi ở vòng quanh. Và bây giờ Uyên Thi sẽ lấy gà ra bằng cách là Uyên Thi dùng hai cái cây này. Uyên Thi xúc gà ra và quý vị nhớ mình bỏ cái chanh ở dưới đi. Cái chanh nãy mình lót ở dưới đó. Quý vị thấy không? Nó rất là dễ. Mình chỉ cần cái flavor của cái đó thôi. Và bây giờ chúng ta để thẳng lên đây luôn. Đó.
Rồi, quý vị thấy nó rất là dễ dàng. Và còn một chút hành mình có thể deco trên này cho nó đẹp. Và cái gà này chúng ta không cần phải bỏ cái gì lên nữa hết. Mình để như vậy để thấy cái màu vàng của cái gà cho nó đẹp thưa quý vị. Rồi. Đó. Như vậy là chúng ta xong cái đĩa gà của chúng ta đúng không? Và cái này đó thì Uyên Thi sẽ cái nước sót mà quý vị nhớ nãy mình chế lại trong cái chén, Uyên Thi bỏ vào trong cái nồi, Uyên Thi nấu lên để sôi lên rồi xong Uyên Thi nêm lại với một chút theo tùy theo gia đình của từng người. Nếu quý vị thấy mặn quá quý vị cho thêm một chút đường, nếu mà thấy lạc quá cho thêm chút muối. Và chúng ta sẽ làm đây là nước sót. Và cái gà này chúng ta sẽ ăn chung với lại cái ba loại rau củ quả nướng mà Uyên Thi đã chia sẻ trong tuần trước. Cái loại rau củ quả nướng mà tuần trước Uyên Thi đã chia sẻ, nếu quý vị nào chưa xem á thì mình nên tìm xem lại cái rau củ quả nướng nha thưa quý vị. Trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu, rau củ ba màu, rau củ nướng ba màu thưa quý vị. Quý vị có thể bỏ thêm cái coi như là cái walnut mà theo kiểu candy đó, tức như nó glaze, nó bỏ sẵn có một chút vị đường ngọt á, mình thể bỏ lên cho nó đẹp. Bên kia thì mình đã có cái almond rồi, bên này mình cho nết vào, tại vì nết mình ăn cũng tốt đó thưa quý vị, cho nên quý vị cho vào. Yên đi ăn thử. Rất giòn. Ngon. Đó. Và đây là món ăn mà Uyên Thi muốn chia sẻ để cho quý vị ăn trong dịp lễ Thanksgiving năm nay. Uyên Thi cảm ơn đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình, đó là công ty Prom BioMR2 và Profile Plus thưa quý vị. Số phone để quý vị có thể order thẳng với Uyên Thi đó là 7143912128 hoặc gọi về cho công ty 1-800-338-4121. Siêu thị Á Đông, Supermarket 714-657-7456. Và Corner View Bakery and Restaurant do Uyên Thi điều hành đó là 714-775-8307, cũng như là đệ nhất nước mía Viện Tây và phở Top Noodle. Một lần nữa, trong dịp lễ Thanksgiving năm nay, Uyên Thi kính chúc quý vị có một buổi dinner thật là thịnh soạn do chính tay mình làm, do theo khẩu vị của mình, làm cho chồng, cho con mình dùng, cũng như ba mẹ, mời ba mẹ. Và nhất là sẽ có một cái buổi nghĩa là gia đình sum họp hạnh phúc, bởi vì ngày lễ Thanksgiving của nước Mỹ là ngày lễ lớn. Và chúc quý vị thành công trong các món ăn, cũng như hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.